Dạ con xin kính chào cô chú, con chào cả nhà. Ngày mới con xin kính chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cũng lâu lắm rồi thì hôm nay con và cô góp một chút ít để tiếp tục nấu đồ ăn đem vô chùa cho các cụ bà ở trong chùa. Chùa này tên là chùa Lâm Quang. Các cụ bà ở đây sống rất là nhiều cụ và rất là tội nghiệp cô chú ơi. Buổi sáng 8 đến giờ sáng nấu cho các cụ xong rồi lát nữa mình sẽ đem vô chùa. Giờ mình quạt cho cái lửa củi nó lên, do cái nồi là mình nấu với số lượng nhiều quá mình nấu củi chứ mình không có nấu bếp. Lúc ta hổ một bỏ thì nó bị lòng trước á, cái bỏ nó vô nó bị nó nóng cái đít á. Hồi nãy là nấu nồi bự xong rồi, bây giờ cũng nấu nồi nhỏ. Chắc cũng có nhiều cô chú thắc mắc là sao mà đưa đồ ăn vô chùa lại đưa đồ mặn mà không đưa đồ chay. Thì clip trước con cũng có giải thích thì có nhiều cô chú về sao thì không biết. Dạ chùa này thì thường là cho nuôi dưỡng các bà cụ neo đơn ở trong chùa cô chú. Các bà cụ rất là tội nghiệp, đa số là những bà cụ bị con cái đưa vô là nhiều, và những bà cụ không nơi nương tựa. Thì các bà cụ ở trong đây thì cũng là rất là lớn tuổi rồi, đa số là 60 tuổi trở lên, thì các cụ yếu, bị liệt cũng có, nằm chỗ cũng có, thì các cụ rất là thèm ăn đồ mặn, tại vì lớn tuổi rồi ăn đồ chay ăn không có nổi cô chú ơi. Thì ở chùa thì chùa nấu đồ chay ăn quanh ngày quanh tháng luôn, những ăn suốt luôn, thì lâu lâu có đồ mặn vô thì các cụ rất là mừng, ăn đồ mặn các cụ mới có sức ăn. Thì cũng đã hỏi thăm các sư cô thì sư cô cũng đồng ý là cho đem đồ mặn vô chùa, vì các sư cô cũng muốn cho các cụ ăn đồ mặn, nhưng mà vì là các sư cô cũng là tu hành nên là cũng không có dám là nấu đồ mặn cho các cụ, nên là có những cái ở bên ngoài đem đồ ăn mặn vô chùa, thì các sư cô cũng rất là mừng cho các cụ. Thì đó lý do là nấu đồ mặn của chú ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nấu xong tàu hũ với kho thịt xong rồi, bắt đầu bỏ sắp từng lớp vô, rồi xong rồi cái giờ bỏ vô cái bịch rồi mình đem đi. Giờ chùa này chùa Quang Lâm, chùa Lâm Quang chú ơi, là cái chùa lần trước người kêu qua bào có lúc thời điểm còn rất là dịch, con cũng có tới một lần rồi nhưng mà các sư cô không có cho vô trong. Bây giờ đây được vô trong lúc cho các cụ rồi, nãy con sẽ quay cô chú thì cả nhà mình sẽ thôi. Dạ, chùa Lâm Quang thì cô thì có thường xuyên rất là hay đi, cứ lâu lâu có nấu đồ ăn vô đem cho chùa, thì thấy cô phụ giúp ích, với lại con đi sớm vô ông phụ nấu đi với cô chùa cho các cụ.
giờ đồ ăn đó vừa tới chùa đổ vô nhanh. Con chào cô chú. Thì cái khu này gần ở phía dưới nhà bếp, thì cái khu này là dành riêng cho các cụ bị liệt, giống như là đi đứng không có nổi cô chú, nhưng mà tay mỗi lần ăn là để cái chén cơm kế miệng là cái tay tự múc ăn cô chú ơi, rất là tội nghiệp. Cái này là giờ mình sẽ giao lại cho nhà bếp, người ta của chùa sẽ lát có nữa là chiều người ta sẽ ấy ra cho các bà ăn. Cái này chắc là nấu cho các cụ. Dạ hôm nay là nấu tổng cộng là 30 kg thịt, là tính tàu hủ vô nữa rồi nước cũng nhiều lắm cô chú, nên nó tràn phải sớm là lần 2 nồi bi đủ cô chú ơi, mình phải vô ở phía trong lấy thêm một cái nồi ra xớp bớt nước ra rồi mình bi đổ, mình bi kéo cái bịch ra được. Giờ con với cô thì khả năng chỉ có như đây nên nấu được cho các cụ 30 kg thịt, nên là con cũng muốn cô chú đồng lòng mỗi người góp chút ít để nấu nhiều hơn cho các cụ, cho các cụ có ăn ngon hơn đó cô chú ơi. Và lát nữa con sẽ vô trong con quay các cụ cho cô chú xem, như cái khu hồi nãy là khu dành cho các cụ bị liệt, rồi con sẽ đi các cụ khác, khu khác cho quay cho cô chú. Dạ còn đây là khu khác ở trong chùa, thì khu này thì các cụ may mắn hơn, các cụ cũng vẫn có thể đi lại được nhưng mà cũng yếu cô chú, đa số cho nên là các cụ lớn tuổi là nhiều bị các con của mình đưa vô đây, và những cụ mà không có nơi nương tựa cô chú ơi,
thì khi các cụ mất thì chùa sẽ nhận cái phần hỏa táng cho các cụ luôn. Cô đem đồ ăn cho mấy bà ăn. Chúc mấy bà ăn cơm ngon miệng nha. Cô đem đồ ăn cho mấy bà ăn, chúc mấy bà ăn cơm ngon miệng nha. Chúc mấy cô ăn cơm chiều ngon miệng nha. Dạ, con để ở dưới cho biết. Dạ. Tôi đi tham quan con kho với tàu hủ ngon lắm. Dạ. Chúc mấy cô ăn nha. Dạ. Kho tới 40 kg lần á. Trời ơi, 40 kg hả? Ăn đã biển. 10 kg nha tàu hủ. Dạ. Chúc mấy cô ăn cơm nha. Dạ. Dạ. Cô đi tham quan đi, thăm mấy bà đi. Con hát dạ. Cũng đi mà tại mấy mùa dịch chứ con ơi. Dạ. Con đi là lúc 4 giờ. Dạ, chào bà. Bà ăn với ba, bà ăn với con tham quan. Dạ. Tham quan con. Dạ. Dạ, chào bà. Dạ, con dạ, cảm ơn dạ, nhiều. Cô dạ.